chúc quý vị các bạn trong một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Happy Christmas! Kính thưa tất cả quý vị, để hòa trong không khí của ngày Giáng sinh, hôm nay tại khu vực trung tâm Cửa Nông Quan của tôi tổ chức đêm giao lưu ca nhạc mừng Chúa Giáng sinh. Và trở về trong buổi tối ngày hôm nay đón nhận tình cảm của tất cả các quý vị đều. Quý vị khán giả đã cùng trở về đây cùng ủng hộ phong trào cho buổi giao lưu hôm nay. Còn xin mời quý vị chúng ta một tràng với tay thắng về chúc mừng cho buổi giao lưu hôm nay ạ. Kính thưa tất cả quý vị, và để tổ chức được một đêm hôm nay, tất cả các ông các bà đại diện trong khu vực trung tâm Nông Quan tổ chức một chương trình giao lưu đặc biệt hôm nay. Và để lời nói đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho khu vực trung tâm Nông Quan để có được lời phát biểu. Xin trân trọng và kính mời. Sao Nông Quan nhìn ý có đẹp trai không? Chẳng lẽ ai vỗ tay cả, chán nhỉ? Đúng không? Tôi cũng xin phép tất cả quý vị và mọi người này, tôi đại diện ra khu xin rất chân thành cảm ơn quý vị đã đến chung vui với giáo khu Nông Quan chúng tôi. Thì kính thưa các cụ, các liên trong xóm, các vị đại biểu cùng toàn thể bà con trong xóm Nông Quan, mà nhất là trục đường 37 này, thì chúng tôi cũng đã kỷ niệm cái ngày Chúa Giáng sinh. Đến năm nay là năm thứ ba, mà thứ nhất cảm ơn ban lãnh đạo xóm Nông Quan đã nhiệt tình ủng hộ cho chúng tôi tổ chức cái đêm Noel này và đêm diễn nghiệp này, là năm nay năm thứ ba. Trong chương trình hôm nay cũng rất vinh dự được tất cả quý vị đã đến tham gia và cổ vũ chương trình cho đêm Noel. Trong đêm Noel hôm nay thì một mùa Giáng sinh, thì tôi không nói biết nói gì hơn. Thứ nhất là cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo trong xóm. Mà lời cảm ơn thứ hai là tất cả bà con trong giáo khu đã nhiệt tình cổ vũ để được thành công ngày hôm nay. Thì chắc chắn là chúng tôi không thiếu được cái sự cổ vũ của quý vị, nhất là bà con trong xóm. Cũng nhân vì hôm nay thì ngày Chúa Giáng sinh, thì tôi cũng thay mặt cho giáo khu Nông Quan chúc đường 37 gửi lời kính chúc tất cả quý vị trong ngày hôm nay, và chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Không vỗ tay à? Chán nhỉ? Vâng, thì kính thưa quý vị, hôm nay thì cũng rất vinh dự thì giáo khu chúng tôi có tổ chức cái bữa liên hoan. Và hôm nay thì trong cái bữa liên hoan xong thì cũng có chương trình, thứ nhất là văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh. Thì trong tình hình đó, rất mong tất cả các quý vị trong và ngoài xóm hoặc ngoài xã cổ vũ cho chúng tôi một ngày, đằng sau đó thì nó cứ phải lên, không xuống được. Thì muốn lên được hay không thì cũng nhờ quý vị phải cổ vũ cho chúng tôi. Thì tôi thay mặt cho anh em trong xóm rất cảm ơn tất cả các quý vị đã nhiệt tình ủng hộ. Thì chính thi lần đó thì hôm nay thì cái ngày mừng Chúa Giáng sinh hôm nay để khai mạc chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh, chúc lành cho tất cả mọi người trong và ngoài xóm và tất cả mọi người trên trái đất này một mùa Giáng sinh an lành. Tôi cũng xin thay mặt cho giáo khu hôm nay xin khai mạc chương trình văn nghệ để mừng Chúa Giáng sinh hôm nay, để cổ vũ và tinh thần nó sôi động hơn và mạnh mẽ hơn. Thì hôm nay xin giới thiệu giáo xóm Tây Lạc thuộc giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa sẽ gửi tới quý vị và các bạn
một nhạc phẩm Giáng sinh về. Xin quý vị mời một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho giá xóm Tây Lan. Xin trân trọng kính mời.